Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với livestream của DK ngày hôm nay. Hôm nay thì DK muốn chia sẻ cho mọi người một sản phẩm lông mày mà vừa được thực hiện xong bởi đội ngũ của DK. Thì trước khi chúng ta nhìn kỹ hơn cái sản phẩm ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng làm quen với chị khách hàng một chút nhé. À chị ơi, chị có thể giới thiệu cho các khán giả đang xem livestream được biết là mình tên là gì và mình đến từ đâu được không ạ? Xin chào, mình tên là Nhung, mình đến từ Bắc Ninh ạ. Bắc Ninh ạ, vâng. Và không biết là mình biết đến DK qua đâu ạ? Mình biết đến DK qua được bạn bè giới thiệu ạ. Dạ, vâng. Không biết là mình có cái tại sao mình lại đến với DK ngày hôm nay, lặn lội từ Bắc Ninh lên đây. Không biết là bạn bè mình nói gì về DK mà mình lại tin tưởng đến DK để sử dụng dịch vụ ạ? Bạn bè mình thì rất hài lòng với dịch vụ DK ấy. Thì mình được thấy là nhìn hình ảnh của bạn mình ấy, thì màu môi lên rất ổn định và là lông mày rất là đẹp nên mình qua làm. Dạ vâng. Và mọi người hãy nhìn kỹ vào sản phẩm lông mày vừa được thực hiện xong của chị ấy nhé. Như mọi người có thể thấy đấy, thì lông mày dù vừa mới được thực hiện xong nhưng không hề có bất cứ tình trạng sưng tấy nào cả, mà chỉ vừa như là kẻ mày đậm thôi. Và sợi lông mày thì vô cùng là tự nhiên, bởi đây là công nghệ hair shock mới nhất, hiện đại nhất hiện nay, sẽ tạo nên cái hiệu ứng 3D siêu thực đậm nhạt mà cái sợi mày giả quyện vào cái sợi mày thật. Đó, và không biết là chị cảm thấy thế nào về cái sản phẩm ngày hôm nay ạ? Mình có ưng ý không ạ? Mình cảm thấy rất hài lòng với cái sản phẩm ngày hôm nay ạ. Về cái dáng mày thì mình thấy thế nào ạ? Có phù hợp với gương mặt không ạ? Mình thấy rất là đẹp. Dạ, vâng. Thì không biết là trong cái quá trình làm thì chị có thấy đau rát hay là khó chịu gì nhiều không ạ? Không, trong quá trình làm thì mình không cảm thấy khó chịu nhiều. Dạ vâng, và tiện đây thì cũng quay luôn với mọi người là đây là môi của chị ấy. Trước đó là chị ấy đã làm môi ở tại DK 2 năm về trước. Chị cười nhẹ giúp em để mọi người thấy được là cái màu môi của DK rất là trong này, không hề có dấu hiệu thâm xỉn hay bết mực qua thời gian. Và mình cảm thấy thế nào về cái sản phẩm môi sau 2 năm? Mình cảm thấy rất là ưng ý, bởi vì sau 2 năm màu mực vẫn rất là ổn định và vẫn rất là đẹp. Và không biết là cái đội ngũ chăm sóc khách hàng của bên DK thì có chăm sóc chị tận tình không, có nhắc lịch chị qua giọng các thứ đầy đủ không ạ? Có, các bạn ấy tư vấn rất là năng động và nhiệt tình, gọi điện nhắc mình lịch đến thăm khám, các nhắn tin để gọi điện. Mình cảm thấy rất hài lòng về dịch vụ của DK. Còn về đội ngũ tư vấn hay là chuyên gia thì mình thấy thế nào ạ? Mình rất là ưng với đội ngũ chuyên gia của DK về mày, về môi. Tay nghề rất là chuyên nghiệp, tay nghề cao nên cảm giác là đi lúc đi mực nó không bị đau nhiều và cũng không xâm lấn nhiều đến cái tầng da của môi với mày. Vâng, vì trước đó mình cũng được ủ tê rồi đúng không ạ? Đúng. Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của chị và chúc chị sẽ luôn xinh đẹp như thế này nhé. Và hiện tại thì cũng là những ngày cuối năm bận rộn rồi, khách hàng đã tranh thủ qua DK để làm đẹp rất là nhiều để có thể có cho mình một cặp mày đẹp và một cặp môi xinh. Hiện tại thì DK đang áp dụng chương trình giảm 40% cho combo mày môi, vì vậy mọi người mà có tình trạng lông mày hay môi chưa ưng ý thì hãy inbox cho fanpage của DK hoặc là gọi điện đến hotline 0912 310000 để đặt lịch mọi người nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream, hẹn gặp lại mọi người ạ.